Anh em hỏi muốn chơi một con lọc đẹp, muốn chơi một con lọc hay, mờ giá lại rẻ tiền, thì con lọc này nó hội tụ đầy đủ những yếu tố đó các bác nha. Các bác đang xem ở đây, đó là mẫu lọc đến từ thương hiệu Nhật Kenwood 7030. 7030, đèn to, hàng khủng, chất âm bao phê bao hay. Riêng con lọc Kenwood này bát đánh cực kỳ sâu, tép lại. Đó. Bề ngang là 42 các bác nha. Chơi Tết con này anh em nhận được rất nhiều thứ, đó là đẹp, tiếng hay. Con này dùng để nghe nhạc và hát karaoke đều được các bác nha. Đa cầu điện, không có lọc, có lọc. Con này là có tận 10 kiểu nhạc các bác nha. Bề ngang 44. Cho anh em xem mặt sau rồi xem nội thất luôn nhá. Xem đầy xem đủ luôn. Hai cầu điện. Vừa đẹp vừa rẻ vừa chất lượng. Hai đường vào một đường xuất ra. Sản xuất tại Nhật Bản. Hai cầu điện nhá. Đây để nhắc ra anh em nhá.